Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên nhiều cái mặt hàng lan rừng để bán cho các bác. Đấy, cái mặt hàng lan rất là đẹp. Đây là một giò kiều tím nha các bác nhé. Kiều tím mã số 1 nha các bác nhé. Mã số 1 của em có giá là 380.000 cho mã số 1. Đấy, một chậu kiều tím rất là đẹp. Như này nha các bác nhé. Trồng trên cái giớn này. Cái giớn này thì rất là bền, về các bác cứ treo lên trăm tưới bình thường thì rất là tốt luôn. Riêng lan trồng giớn nhé các bác nhé. Mã số 1 em có giá là 380.000. Kiểu tím nha các bác nhé. Mã số 2 này các bác này. Mã số 2 này. Đây là một giò kiều mỡ gà nha các bác nhé. Kiều mỡ gà. Đấy, trồng trên cái gỗ như này nhé. Mã số 2 nha các bác nhé. Của em có giá là 450.000 nha các bác nhé. 450.000 cho mã số 2. Đấy, rất là đẹp luôn. 450.000 nha các bác nhé. Cho mã số 2. Đây là một giò kiều mỡ gà. Đấy. Mã số 2. Mã số 3 này các bác này, vẫn là kiểu mỡ gà này. Mã số 3 của em có giá là 350.000 nha các bác nhé. 350.000 cho mã số 3. Kiểu mỡ gà. Mã số 4 này các bác này, một giò kiểu vuông lộc bắc này. Rất nhiều thân nha các bác nhé. Mã số 4 của em có giá là 250.000 nha các bác nhé. 250.000 kiểu vuông lộc bắc. Cái này kiểu vuông lộc bắc. Mã số 5 này các bác này, vẫn là kiểu vuông lộc bắc tiếp này. Mã số 5 của em cũng có giá là 250.000 nha các bác nhé. 250.000 một giò kiểu vuông lộc bắc rất là đẹp luôn. Mã số 6 này các bác này. Đây là một giò kiều trắng nhé. Kiều hoa trắng tinh nhé. Mã số 6 của em có giá là 400.000 nhé các bác nhé. Kiều này là kiều trắng nhé các bác nhé. Hoa trắng tinh nhé. Mã số 6 nhé các bác nhé. 400.000 cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này. Vẫn là kiều trắng nhé. Mã số 7 của em cũng có giá 400.000 nha các bác nhé. Cũng có giá 400.000. Hoa trắng tinh nha các bác nhé. Kiểu đột biến nha các bác nhé. Mã số 7 cũng 400.000. Mã số 8 này các bác này. Trâu nhá, trâu rừng nha các bác nhé. Mã số 8 của em có giá là 500.000 nha các bác nhé. 3 cây trâu rừng, 2 to 1 nhỏ nha các bác nhé. Mã số 8 của em cũng có giá 500.000. Mã số 9 này các bác này. Mã số 9 đây là một giò hoàng thảo vôi nha các bác nhé. Mã số 9 của em có giá là 200.000. 200.000 cho mã số 9, hoàng thảo vôi. Mã số 10 này các bác này. Đây là một chậu hài đuôi công nhé các bác nhé. Rất là nhiều thân luôn, rất nhiều tép nhé. Mã số 10 của em có giá là 300.000 nhé các bác nhé. 300.000 cho cái chậu hài đuôi công như này nhé. Đấy, một chậu hài rất là đẹp, hoa bền đến tháng rưỡi 2 tháng. Mã số 12 này các bác này. Mã số 12 đây là một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé các bác nhé. Hạc vĩ thiên cung lữ bố.
rất là nhiều thân luôn. Mã số 12 của em có giá là 350.000. 350.000 nha các bác nhé. Mã số 13 này các bác này, vẫn là hạc vĩ thiên cung nữ bố này. Đấy, vẫn là hạc vĩ thiên cung nữ bố nhé các bác nhé. Mã số 13 của em có giá là 350.000 nha các bác nhé. 350.000 cho mã số 13. Hoa rất là tím luôn. Mã số 14 này các bác này, đây là một bảng hoàng thảo vôi nhé. Nó xuống lá hết rồi. Đấy, một bảng hoàng thảo vôi như này nhé. Thân dài nhất nó khoảng tầm mét đấy các bác. Mã số 14 của em có giá là 280.000 nha các bác nhé. 280.000 cho mã số 14 hoàng thảo vôi. Mã số 15 này các bác này, một giò long tu xuân nhé. Long tu xuân nha các bác nhé. Mã số 15 của em có giá là 200.000. 200.000 cho giò long tu xuân mã số 15 như này nhé. Mã số 16 này các bác này. Đấy, một bảng hoàng thảo vôi tiếp theo nhé các bác nhé. Mã số 16 của em có giá là 250.000. 250.000 nha các bác nhé. Cho mã số 16 đây là hoàng thảo vôi này. Đấy, ghép như này nhé các bác nhé. Về nhà bác nào mà có cây xanh các bác úp thẳng vào cây xanh cho em, sau này nó lên rất là đẹp luôn. Đấy, như này. Cho mã số 16 nhé các bác nhé. Theo này các bác này, mã số 17 này, một giò tam bảo sắc nha các bác nhé. Đấy, một giò tam bảo sắc rất là đẹp này. Mã số 17 của em có giá là 250.000 nha các bác nhé. Tam bảo sắc, đấy, trồng như này, rất là đẹp, hoa cực kỳ thơm nha các bác nhé. Cho mã số 17. Mã số 18 này các bác này, một chậu sơn thủy tiên này. Mã số 18 của em có giá là 380.000 nha các bác nhé. 380.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này, rất là đẹp này các bác. Mã số 19 rất đẹp này. Mã số 19 của em cũng có giá 380.000 nha các bác nhé. Cũng có giá 380.000 cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này, một giò trầm rồng đỏ nhé. Trầm rồng đỏ 2, 4, 6, 7 thân. Mã số 20 của em có giá là 180.000 nha các bác nhé. 180.000 cho mã số 20. Mã số 21 này các bác này, vẫn là trầm rồng đỏ này, cái này có 5 thân nhé. Mã số 21 của em có giá là 160.000. 160.000 nha các bác nhé, cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này, đây là một giò long tu đá tím nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân hoa. Mã số 22 của em có giá là 200.000 nha các bác nhé. 200.000 long tu đá tím cho mã số 22. Cái này xuống lá hết rồi nha các bác nhá. Về các bác cứ treo lên chăm tưới bình thường thôi. Cái dòng long tu này nó rất là dễ trồng. Mã số 23 này, một giò hạc vĩ rất là to đẹp này các bác này. Mã số 23 của em có giá là 700.000 nha các bác nhá. Đây này. Trồng tròn bốn xung quanh như này này các bác này. Mã số 23 hạc vĩ nha các bác nhá. Một giò rất là to, khi nở hoa rất là đẹp nha các bác nhé. 700.000 cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, đây là một giò trâu này, đẹp long lanh luôn. Mã số 24 của em có giá là 400.000 nha các bác nhé. 400.000 cho mã số 24. Đấy, trâu rừng nha các bác nhé.
Mã số 25 này các bạn này. Mã số 25 này. Vẫn là trâu rừng nhá. Của em có giá là 350.000 nhá các bác nhá. 350.000 cho mã số 25. Đấy, trâu này thì trâu hoa Tết nhá các bác nhá. Mã số 26 này các bác này. Mã số 26. Cây này có 3 cái nụ này các bác này. Một mẹ một con này. Có 3 cái nụ nhá. Mã số 26 của em có giá là 400.000 nhá các bác nhá. 400.000 cho mã số 26. Mã số 27 này các bác này. Cái này có 4 cái nụ nhá các bác nhá. 5 cái nụ nhá. 1 2 3 4 5 cái nụ nhá. Mã số 27 của em có giá là 500.000 nhá các bác nhá. 28. À mã số 28 nhá các bác nhá. Của em có giá là 500.000 nhá. Mã số 29 này các bác này. Mã số 29 này. Đây là một giò gà trắng nhá. Đấy, có giá là 400.000 nhá các bác nhá. 400.000 cho mã số 29. Mã số 30 này các bác này. Mã số 30 đây là một giò kim điệp xuân nhá các bác nhá. Mã số 30 của em có giá là 150.000. 150.000 nhá các bác nhá, cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, một giò tam bảo sắc rất là đẹp. Rất là đẹp nha các bác nhé. Mã số 31 của em có giá là 550.000 nha các bác nhé. 550.000 cho mã số 31. Tam bảo sắc. Mã số 32 là một chậu kiều trắng này các bác này. Kiều trắng tinh nhé. Mã số 32 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này. Mã số 33 của em có giá là 350.000 kiểu mỡ gà nhé các bác nhé. Kiểu mỡ gà 350.000 cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này. Một giò tam bảo sắc rất là đẹp này. Mã số 34 của em có giá là 450.000 nhé các bác nhé. 450.000 cho mã số 34. Một giò tam bảo sắc cực kỳ đẹp luôn nhé các bác nhé. Ăn nắng hoa ăn nắng thân lá nó vàng óng. Mã số 35 này các bác này. Một giò hạc vĩ hoa trắng tinh này. Đấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thân nhé các bác nhé. Mã số 36 của em có giá là 600.000 nhé các bác nhé. 600.000 hạc vĩ hoa trắng tinh nha các bác nhá. Mã số 37 này các bác này, một giò hoàng thảo vôi này. Một giò hoàng thảo vôi. Đấy. Của em có giá là 600.000 nha các bác nhá. 600.000. Mã số 39 này các bác này. Mã số 39 này. Đấy, vẫn là hoàng thảo vôi nhé các bác nhá. Mã số 39 của em cũng có giá là 600.000. Một bảng rất là to này, các bác mua về như này về các bác trồng đến mùa hoa thì nó như một cái rèm hoa cực kỳ đẹp luôn. Số 40 này các bác này, một bảng tam bảo, một cái đĩa tam bảo sắc trồng trên cái đĩa lớn như này nhé các bác nhé. Mã số 40 này đẹp long lanh này, của em có giá là 260.000 nhé các bác nhé. 260.000 cho mã số 40 tam bảo sắc. Mã số 41 này các bác này, đây là một giò phi điệp ám cổ Văn Giang này. Đấy, trong miền Nam các bác gọi là giả hạc đấy. Phi điệp ám cổ Văn Giang nhé các bác nhé. Mã số 41 của em có giá là 160.000 nhé các bác nhé. 160.000 cho mã số 41. Cái dòng này hoa rất là thơm luôn. Riêng cái dòng phi điệp hoa rất thơm nhé các bác nhé. Hoa rất thơm và chơi cái dòng này nó cũng rất là hay đấy các bạn.
Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.